Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9 từ câu 2 đến câu 10. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và 3 môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật cử hành lễ Chúa biến hình. Chúa biến hình dạng khác thường trước mặt 3 môn đệ. Việc Chúa dẫn 3 môn đệ lên núi và tự biến hình vào thời điểm 6 ngày sau. Vậy điều gì đã xảy ra 6 ngày trước? 6 ngày trước là thời điểm Chúa hỏi các môn đệ: Người ta nói con người là ai? Các môn đệ trả lời: Người thì bảo con người là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là Elia hay một vị tiên tri nào đó. Nhưng Phêrô đã tuyên xưng Thầy là Đấng Mêssia. Người ta đã tưởng Chúa Giêsu là một vị tiên tri và chỉ có vai trò dọn đường cho Đấng Mêssia đến. Nhưng Đấng Mêssia đã đến rồi. Phêrô đã nói một cách chính xác: Chúa Giêsu chính là Đấng Mêssia. Việc Chúa Giêsu biến hình trên núi là một trong những cách người sửa sai cho những hiểu lầm của các môn đệ và của dân chúng. Đấng Mêssia đến không phải như các ông và người ta nghĩ, quyền thế, giải phóng bằng hành động, cứu thoát Israel khỏi sự đô hộ của đế quốc Roma. Đấng Mêssia đã đến và biến hình trước các ông là đấng giải phóng các ông và con người bằng tình yêu. Vương quốc của người là vương quốc của sự giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi và đưa con người vào con đường tình yêu vĩnh cửu. Đấng ấy sẽ tiến về Giêrusalem và thực hiện cuộc vượt qua, đó là cái chết và phục sinh để cứu độ con người. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu, người ngay ở đây và lúc này. Đấng Mêssia đang thực hiện một sứ mệnh cứu rỗi. Người sẽ phải trải qua đau khổ và cái chết. Đó là một thông điệp mà các môn đệ không muốn. Họ muốn nghe về một Đấng Mêssia chiến thắng và chinh phục. Họ đã lầm, và Chúa Giêsu đã sửa sai bằng một cuộc biến hình để cho các ông thấy trước và nếm hưởng vinh quang hiển hách của Đấng Mêssia phải trải qua đau khổ, cái chết và phục sinh để cứu độ con người. Amen.